quan đến vụ chính phủ Việt Nam quốc gia lâm thời của Đào Minh Quân. Có khoảng 70 người bị bắt và xét xử. Hôm 22-23 tháng 12, khoảng 30 người đã bị xét xử với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều 84 Bộ luật hình sự tại tòa án ở hai địa phương Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn khoảng gần 40 người khác trong nhóm này cũng chuẩn bị đưa ra xét xử riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 12 sắp tới. Sẽ có 15 người tiếp tục bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại tòa án nhân dân thành phố. Một số khác bị truy tố theo tội tuyên truyền chống nhà nước và không tố giác tội phạm. Những người này đều nằm trong nhóm chính phủ Việt Nam quốc gia lâm thời do người đàn ông có tên Đào Minh Quân ngụ ở Hoa Kỳ đứng đầu. Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, những người bị bắt đã thực hiện nhiều vụ việc như đốt kho giữ xe vi phạm số 1 Biên Hòa Đồng Nai, đặt bom xăng ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đốt cây xăng, mua và chế tạo vũ khí quân dụng nhằm mục đích ám sát, thành lập các nhóm hành động. Những kẻ này rất tin lời của Đào Minh Quân và Facebooker có tên Lisa Phạm, dù đó là những điều khá hài hước và hoang tưởng như là ông Quân sẽ cho quân đội về yểm trợ, cho máy bay không người lái trên bầu trời để quan sát và trực tiếp việc biểu tình. Quân Mỹ ở Thái Bình Dương cũng sẵn sàng yểm trợ, ký 5 triệu chữ ký ủng hộ ổng để ổng về Việt Nam làm tổng thống. Vâng thưa các bạn, đây là điều hài hước mà 70 người không hiểu vì trình độ hay vì thiểu năng trí tuệ đã phải mắc mưu của một kẻ tự xưng là tổng thống Việt Nam, gọi là Việt Nam gì nhỉ? Chính phủ Việt Nam quốc gia lâm thời do Đào Minh Quân, một tên tâm thần chính trị tại hải ngoại tổ chức.